Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube này nhà Quang Trường. Vâng. Ngày hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác. Đây chính là cặp máy lọc không khí Saab. Thì hai chiếc này với công suất là 54W sẽ lọc cho phòng khoảng tầm 45m² quay đầu nhé. Thì máy này thì đợt này cũng được có hai cái này là đẹp xuất sắc đấy các bác. Con này phải nói gọi là mới khoảng tầm 98%. Đó, màng như mọi thứ là zin còn rất là đẹp. Đấy, máy thì em sẽ lên điện 220V cho các bác và các bác chỉ việc cắm điện trực tiếp mình sử dụng thôi. Thì tất cả các dòng máy lọc không khí bên em bán thì em sẽ lên những bằng một cái biến áp đổi nguồn nhé. Đó, bằng đồng. Thì cái biến áp đó là hiệu của Hợp Long sản xuất. Đấy, như các bác biết rồi đó. Thì những cái biến áp đó thì em sẽ lên với cái công suất cao hơn máy nhé để cho máy sử dụng. Rồi, thì với hai cái máy này thì nó đều là tính năng là lọc không khí, bù ẩm, y ông, diệt khuẩn. Đó. Và các bác sẽ thấy là quan sát ở trên này. Để toàn bộ các phím chức năng nhé. Nó sẽ nằm ở bên trên này hết này. Đó. Điều khiển về phần quạt này, bù ẩm này, hiển thị y ông này, hiển thị chất lượng không khí này. Đấy. Cũng như là phần tăng tốc lọc này, phím nguồn và chế độ tự động. Thì như các bác sử dụng thì các bác sẽ lên sử dụng ở cái chế độ tự động, máy hoàn toàn làm việc tự động hết, khi phát hiện phần bụi hay mùi thì nó sẽ tự động nó tăng tốc nó lọc, và độ ẩm khi mà dưới ngưỡng 60% nó sẽ tự động nó bù ẩm cho các bác. Và hai chiếc này đều sản xuất năm 2020 nhé, máy trắng đẹp zin nguyên bản 100%, em làm từ trước rồi, chỉ có máy zin nguyên bản trắng đẹp rồi, không có làm hàng sơn đó, em nói luôn. Nên các bác đừng hỏi em bảo máy có sơn hay là có gì không nhé. Tại vì là những cái máy này em tuyển chọn và đẹp nhất có thể để gửi cho các bác nhé. Rồi, em sẽ quay xung quanh một vòng để cho các bác xem. Đó, các bác thấy chưa? Tổng quan máy rất là đẹp. Đó, sản xuất năm 2020 nhé. 2020 này. Và bên này các bác sẽ thấy đó là cái phần can nước bù ẩm đó. Và cái dòng sáp tháp này thì em làm quanh năm các bạn, tại vì em thấy rằng là cái dòng sáp này, thứ nhất là màng phụ kiện các thứ là các bác rất là dễ kiếm đó. Các bác chỉ cần liên hệ với em là các bác cần phụ kiện gì, ví dụ màng này, màng HEPA hay là màng bù ẩm đó, là đều có thể là mua được nhé. Đấy, rất là dễ và giá cũng rất hợp lý. Đây là phần can nước bù ẩm đây. Các bác chỉ cần mở này ra. Đó, mình mở ra và mình cho nước và mình đóng nắp là xong. Đây nó có hàn lọc nhé. Kiểu dáng của dòng sáp tháp này thì đến hiện tại bây giờ vẫn đang sản xuất. Đó, rất là đẹp. Đây là màng tạo ẩm này. Đó. Máy đẹp xuất sắc. Đây là phần cửa gió đằng sau này, các bác có thể là đóng lại nhé. Thì mình sẽ lấy cửa phần gió đằng trước hoặc mình có thể mở ra. Vào cái mùa hiện tại bây giờ nó đang là mùa hanh khô ở miền Bắc rồi. Thì các bác sử dụng thì các bác sẽ lên bật cái chế độ bù ẩm lên. Đó là một. Những bác mà đang sử dụng điều hòa thì mình cũng sẽ sử dụng cái máy lọc không khí này và sử dụng chức năng bù ẩm để nó bù ẩm cho không khí. Đấy, cho da mình đỡ bị khô, đỡ cảm giác khó chịu. Rồi, màng thì rất là đẹp nhá, màng này zin này. Đó. Như mới luôn các bạn. Xuất sắc. Màng còn rất là thơm nhá các bạn nhá. Rất là thơm. Vì nếu như một bộ màng zin còn đẹp này thì nói thật các bác là bán cũng ra món tiền đấy ạ. Đó. Nhưng em vẫn để nguyên trong máy cho các bác này. Máy rất là đẹp nhé, bật này, đó, có hiển thị các chế độ, các mức độ ẩm khác nhau. Rồi, tiếp tục sẽ sang chiếc thứ hai nhé. Chiếc thứ hai cũng là một chiếc sản xuất năm 2020. Rồi, con này cũng sản xuất năm 2020 nhé. Nó đều có mã là KC gạch ngang này, là 10TH3, một con TH3, một con TH4. Đó. Cũng đều là sản xuất năm 2020 này. Ngoại hình rất là đẹp nhá. Tất cả đây là zin nguyên bản hết. Đó, không có chuyện sơn lại gì đâu các bạn. Rồi, can nước.
quá đẹp luôn, hai con đều như mới. Thế báo giá luôn này, mỗi một con này em bán với giá đó là 2,2 triệu của một con nhé, công suất 54W. Thì các bác lên phân biệt này, với các dòng sát tháp này thì nó có những loại công suất là mã 40 27W này, mã 50 là 54W và mã 70 đấy, mã 70 là 65W nhé. Chứ còn đâu mà các bác nhìn tổng quan ngoại hình này thì hầu như cho nó giống nhau, máy 40 và máy 50 nó sẽ giống giống nhau đấy, nhưng thực tế là công suất nó khác hoàn toàn và giá nó cũng sẽ khác nhé. Đó, nhiều bác có nói em bảo là máy lọc không khí chỗ này bán giá từng này và chỗ này bán giá từng cần này, thì thực tế là nó còn tùy thuộc vào chất máy và hai là tùy thuộc vào công suất. Đương nhiên với cái máy 40 hay là 50, thường thường bọn em sẽ gọi theo cái đầu mã. Cả cả các bác đi mua màng cũng vậy, thì các bác cứ nhìn cái mã nó là bao nhiêu mình mua màng là sẽ là màng chuẩn. Đó. Ví dụ như là với mã 50 thì nó công suất là 54W, mình chỉ cần đọc mã là ra. Mua màng than hay là màng HEPA, các bác chỉ cần đọc mã này nhé. Bất cả các dòng máy, không riêng gì sáp. Đây. Và với cái máy mà mã 40 27W thì nó chỉ có duy nhất một cái màng HEPA này thôi. Đó, duy nhất một cái màng HEPA thôi nhé, sẽ không có màng than. Và cái màng nó làm dày hơn. Đấy, và riêng cái máy đấy sẽ rẻ hơn. 27W. Và con này em sẽ hay làm từ 50W, 54W. Đó, lần nào mà có máy 70 đẹp thì cũng sẽ lên máy 70. Rồi. Màng HEPA đẹp này. Màng than cũng còn đẹp, tất cả zin như mới luôn đấy ạ. Cái này là can nước của nhá. Đây là phần phao nước bên trong nhá. Và guồng buồm. Trong cái guồng này là sẽ có màng buồm. Màng này màng tạo ẩm của sáp này thì cũng rẻ thôi. Hở 120.000 một cái. Rồi, mọi chức năng này em test ok rồi các bạn. Đó, test hết ok rồi. Đối với máy lọc không khí thì nó rất là lành. Và máy đã lên điện 220V rồi. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Và có bác hỏi em bảo là thường cái dòng sáp này thì ion của nó bao nhiêu? Ion, mật độ ion của nó là 7000 nhé. Đối với tất cả các dòng sáp tháp, mật độ ion đều 7000 hết. Đây, ngoại hình rất là đẹp luôn. Mới len keng. Rồi, bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Bác nào có nhu cầu về bếp từ, bếp ga, lọc không khí, lồi cơm, iRobot. iRobot hiện tại với em bây giờ em đang về 3 con. Đó, em sẽ lên live sau cho các bác. Và máy rửa bát nữa. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.